giờ trách em đâu phải để bắt đền, nhưng tại vì anh buồn, vì hai chúng ta hai cuộc đời như một, chung một niềm sâu vào lúc tuổi 20, trong lúc vòng tay anh chưa tròn ân ai, nên nhiều đêm thức giấc anh lo sợ đơn côi. Thương nhau rồi anh thường sợ khi xa anh mất đi người yêu, lòng ước mơ hòa vào nỗ đo đường, nhưng mong lòng không thành. Vì sao thế em, chắc một mình em hiểu, em thường bảo rằng tình cảnh dù trong gai em vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếp, nhưng làm thân gái lỡ yêu nên sợ thương đau. Con xin ơn trên cho con lấy được người con yêu suốt chấp nhận sự yêu em trong trái ngang khổ đau. Phận số anh thường để như an bài cho cuộc đời bé nhỏ. Vì sao thế em, chắc một mình em hiểu, em thường bảo rằng tình cảnh dù trong gai em vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếp, nhưng vì anh bối rối nên tâm sự đêm nay. Sự yêu em trong trái ngang khổ đau, phận số anh thường để như an bài cho cuộc đời bé nhỏ. Vì sao thế em, chắc một mình em hiểu, em thường bảo rằng tình cảnh dù trong gai
là em yêu muôn đời muôn kiếp, nhưng vì anh bối rối nên tâm sự đêm nay. Em vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếp, nhưng vì anh bối rối nên tâm sự đêm nay. Anh bối rối nên tâm sự đêm.